Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại xóm Tà Bốc, Kim Cúc, xã Lương Thông, Thông Nông Cũ, nay là Hà Quảng, Cao Bằng. Hôm nay Thành sẽ tiếp tục đi làm công tác thiện nguyện. Thành sẽ đi thăm chú Ve. Chú Ve được mệnh danh là gia đình đông con nhất Việt Nam. Trước đây Thành có đến thăm chú đấy một lần rồi. Cách đây khoảng 2 năm rồi. Hôm nay Thành tiếp tục đi thăm chú đấy. Để lên được nhà chú Ve thì Thành phải tiếp tục bước bộ đi theo đường mòn ấy, tầm khoảng 3 đến 4 cây số nữa mới đến nhà chú đấy. Sáng nay Thành có gọi điện cho chú đấy trước và có bảo chú đấy là cho hai cháu xuống cái đoạn đường trước mặt đây này đón Thành và mang một số đồ ăn lên. Vì Thành có mua 2 két mì tôm, mua một số sữa này, bánh ngọt, nước ngọt đem lên nhà chú đấy thăm, gọi là hỏi thăm, động viên chú đấy làm ăn kinh tế thôi. Các bạn hãy theo chân Thành các bạn nhé. Đây, các bạn ơi, để lên được nhà chú Ve thì phải bước bộ đi 3 cây số nữa. Đây là đoạn đường gọi là cuối cùng rồi, phải dừng ở đây. Đây, để lên nhà chú Ve thì chúng ta phải đi theo con đường này này các bạn nhé. Đấy, con đường đang được khai phá cái kia. Và phải bước bộ đi 3 đến 4 cây số nữa nếu không nhầm. Có thể là còn hơn đấy, Thành không nhớ chắc chắn lắm, chỉ bước bộ thôi. Ngày trước đi rất là khó, cách đây 2 năm Thành đã từng đến đây mà. Và các cháu bé đang đợi Thành lấy quà ở đây. Cụ thể là có 2 con của chú Ve. Đó. Ôi các bé, bé nào là con chú Ve nhỉ? 2 bé này phải không? Đi lấy đi, đi lấy qua đi. Ôi đây này, các bé của Kim Cúc này, của Tà Bốc này, đang ngồi ở đây. Hiện tại đang là 12 rưỡi trưa, rất là nắng. Đi à, cháu tên là gì nhỉ? Chú quên mất tên rồi. Thắng phải không? Bé tên là gì nhỉ? Thắng với Dung, Thắng hay Dung. Đi à. Đấy, mang theo cái điệu, cái quẩy tấu đây này, rất là đẹp, đặc trưng của người Mông này. Đó các bạn ạ, đi. Đó, đi. Toàn thanh niên Kim Cúc với Tà Bốc các bạn nhá. Đây là Kim Cúc mà lên nhà của Thắng với Dung là Tà Bốc nhỉ? Chỗ đây gọi là Tà Bốc nhỉ? Đi à, Thắng ơi đi, Thắng với Dung đi. Đó, các thanh niên này rất là đông. Nào, đấy, Thắng ơi Thắng, Dung điệu cái đấy đi, còn Thắng Thắng mở đi, mở hộp này đi. Đấy. Đó. Đang nhờ con ở chú Ve. Đấy. Mở ra, để cái dây ở đấy là được rồi. Kéo xuống, kéo mạnh một tí, không nó bắn lên mắt nhá. Từ từ đấy, thả xuống là được. Đó. Đấy, kéo mạnh một tí. Đấy. Cứ để cái dây ở đấy cũng được rồi. Đấy. Đặt xuống cái điệu đi. Đấy. Đặt dọc xuống hay là kiểu nào. Không, để Dung lấy cái đấy cũng được. Để cái hộp, 2 hộp mì tôm xuống trước. 2 hộp mì tôm mà nặng à. Lấy cái hộp đấy ra. Đó. Đặt kiểu nào cũng được. Xong tí có gì thì Dung giúp mà nhỉ. Đấy, Dung giúp cầm một cái cũng được. Đấy, Dung cái đấy. Lấy cái bánh kia, lấy đống bánh kia ra hết. Xong chia cho các bé này mỗi người một cái. Đấy, bánh ngọt đây nào. Ôi, vào đây không ngờ các bé đông vui thế nhỉ. Đấy, lúc đầu cứ nghĩ là lên nhà chú Ve không thôi. Nhưng mà vào đây các bé đây. Nào các bé nhá, mỗi người một cái nhá. Xin chú nào. Đó. Nào, bé nào vào đây xin tiếp. Đấy. Cố gắng học hành nhá. Chuẩn bị vào học rồi, ngày mai ngày kia là 2 tháng 9 rồi. Nào, bé nào. Bé lớn, bé nhỏ vào đây lấy. Nhanh. Đó. Ngày mai đi học nhá, ngày mai ngày kia đi học nhá. Đây. Đó. Bên này nữa này. Nhá, cố gắng lên. Đấy. Nào, con bé nào chưa có nhỉ? Bên nào chưa có nhỉ? Bên ngoài kia. Nào nào, về đây. Anh cũng có phần cả mà. Nào, xin chú nha. Nào. Bé học lớp mấy rồi? Học lớp mấy nhỉ? Rồi, không nói thì thôi nào. Này, về đây. Thanh niên. Đó. Đây, xin chú rồi. Các bé ăn xong ngày mai ngày kia các cô gọi đi học nhá. Đây, bé này, còn thanh niên này này. Có hết rồi nhỉ? Đó.
được rồi, bằng này thôi. À, Thắng ơi, này, buộc lại, cho vào điệu đi. Dung về giúp đi, Dung giúp chú và lấy cái túi này. Dung cầm túi này nhá. Đi, lên nhà mình à, thăm bố mẹ ở đây. Ôi, đây, ở khu vực này toàn là người dân tộc Mông. Đấy, anh chủ nhà đây, vừa rồi nói chuyện. Bye bye các bé nhá. Ngày mai ngày kia hết mùng 2 tháng 9 là đi học nhá. Anh em lên chơi, chơi đó. Đây là chủ yếu là người dân tộc Mông hết anh nhỉ? Vâng, tôi dân tộc Mông hết. À, vâng vâng. Đấy, còn nhiều thanh niên lắm, đến muộn. Thôi, đi chơi đó. Đi lên thăm chú về đó. Đó. Đây chú với, đi từ từ thôi. Đó. Thắng năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 9 à? À. Từ đây lên đến nhà mình bao nhiêu cây số biết không? Ừ. Anh ơi, từ đây lên đấy khoảng mấy cây số nhỉ? 4 cây hay mấy cây nhỉ? Đấy. 2 cây dưới, 3 cây gì đấy ạ? À? À, vâng. Đấy tầm 3 cây. Cái đấy tầm 2 năm mà Thành có lên rồi, thấy xa lắm. Nhưng mà không nhớ là bao nhiêu cây. Đi đường này à? Ừ. Đó. Ngày mai kia là đi học luôn đấy nhờ. Hết mùng 2 tháng 9 rồi đấy. Bố mẹ đều ở nhà phải không? Các cháu đi quen đi nhanh mà nhỉ? Con đường bây giờ dễ hơn ngày trước chưa? Dễ hơn à? Nhưng xe máy mới không đi được nhỉ? Nhà mình mới có điện à? Ngày trước bố tự kéo á? À, bố cùng các chú à? Ngày trước chú lên chưa thấy có điện thời đấy nhỉ? Đó, đây. Đấy, con đường tùm thế này mà. Mình có cái điệu này đi đâu cũng dễ nhỉ. Giúp chú lấy thêm mấy chai nước ở trong này được không? Cho vào điệu luôn. Từ từ đã. Đây. Chai nước này khá là nặng. Được, tạm thời chai nước này là máy quay cái thứ điệu này. Còn số một số đồ các thứ nữa. Đi lên mở ra ăn xong. Chú bác để đây đặt cho vào cái điệu cũng được mà, để chú đặt nó cho này. Đó, đây nha. Đó, đi thôi. Tiếp tục hành trình các bạn nha. Một hành trình khá là vất vả đấy. Đó. Trước đây 2 năm thì Thành cũng đi theo đường này rồi. Và lúc đấy cảm giác rất là xa. Tính toán lúc đấy, tính toán là dài khoảng 3 cây. Nhưng mà bây giờ không biết con đường bà con phá lên đấy mở đường như thế nào rồi. Dung thì học lớp mấy? À, Dung lớp 6. Thắng lớp 9. Các anh của mình, các em thì vẫn ở nhà hết mà chưa đi học đâu mà nhỉ. Một con đường đi khó thế. Bây giờ làm đường tắt hay sao? Ngày trước vòng qua đường bên kia nhỉ? Đi. Thế mà khi đi học mình bước qua đường này hết à? Bước bộ thôi nhỉ, không đi xe được. Mình có để xe ở dưới này không? Có xe máy, xe đạp gì không? Không có. Dung này, dưới Dung còn mấy em nhỉ? Hai em tên là gì? Hoa. Hoa cùng gì nhỉ? Thúy. Thúy nào. Các cháu đi quen là bình thường nhỉ? Chú ngày trước còn nhỏ cũng như các cháu thôi mà. Đi lên rừng. Chân trâu chân bò đi suốt. Bây giờ khá lâu không đi khó thế này, thấy mệt một tí. Đi tắt à? Bên này phá đá nhỉ?
Đi. Lấy chú mất tị. Chú lấy cái mũ ra đội mày. Các cháu sao không lấy cái mũ ra? Sao không đem mũ theo mũ? Nhà không có mũ à? Có, không quên phải không? Lên được một tí các bạn ạ. Lưng chừng núi. Thành phải lấy cái mũ ra đội. Nắng gắt này phải lấy mũ ra. Các bạn ạ, sau này Thành đến gọi là đến khám phá một số mô hình kinh tế ở Thông Nông ấy, nên tiện thể Thành vào đây luôn. Ở đây thực ra gọi là đi hỏi thăm thôi, hỏi thăm gia đình chú Ve thôi, nên không chuẩn bị được nhiều đồ. Nhìn được không? Ui. Con đường này chắc là mấy nhà ở đây cùng nhau làm phải không? Đấy các bạn ơi, đang phá mở đường này. Đang có người ở trên này á? Họ đang làm á? Ôi, 12 giờ trưa này vẫn làm á? Đó. Đang mở đường. Nhìn xuống dưới cánh đồng này. Hiện tại là tầm 12 rưỡi các bạn ạ. Vì như bao giờ Thành kể, xác định sáng nay Thành vào đây, xác định vào đây là vào hơi muộn, thăm một số mô hình kinh tế rồi. Bây giờ gần đến trưa rồi Thành mới quyết định là lên thăm chú Ve, nên đi vào trưa, nắng nóng quá, nắng oi gay gắt, nắng gay gắt. Ồ, đây đó. Ôi này các chú này, các chú anh, các anh đang khai thác này. Đi đường bên đấy được không? Đi đường bên này được không? Không được á? Ôi, tình cờ gặp cái cảnh mà các chú đi mở đường. Đấy, phải đi đường tắt bên tay phải này các bạn ạ. Đây, phải đi đường tắt bên này. Đấy, các chú để mở con đường to lên thì phải gọi là đi uốn khúc ấy. Cua này, cua trái, cua phải nên phải cua lên bên tay này. Đó, hiện nay tầm 12 rưỡi mà các anh vẫn làm rồi á. Trời ơi, thế ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm á? Trời ơi, có cả đứa bé đi cùng này. Đó. Ôi, đợi chú một tí. Thắng cùng Dung ơi, đây một phút nhá. Chú lên đây xem các chú chưa ăn cơm. Bây giờ 12 rưỡi rồi nhỉ? Tầm 12 rưỡi rồi. Các chú vẫn đang mở đường này. Thực ra ở trên này chỉ có nhà chú Ve với 2-3 nhà thôi nhỉ? Nhưng mà bây giờ các anh là ở trên này hay là nhà dưới này? Ở trên này á? À, thế là mấy nhà của mình tự làm đấy á? Thế các nhà dưới này, phía dưới này không giúp à? À, đấy, các bạn là thế này. Cái nhà chú Ve thì ở phía đằng sau Thành đây. Ở trong đấy chỉ có 3-4 nhà thôi nhỉ? Chắc các anh ở chỗ đấy hết. Còn phía dưới này thì người dân cũng qua cánh đồng này, qua con đường này lên làm ruộng, làm thấy thế này. Đấy, tức là anh em ở trên này thì vẫn giúp mình nhỉ? Nhưng mà mình cũng là người nhà chính ở trên này, mình làm nhiều hơn đúng không? Đấy, có cả bé đi cùng này. Bây giờ 12 giờ, 12 rưỡi rồi. Các anh vẫn chưa nghỉ. Ở đây mình có tiền ai hỗ trợ không? Mình không được hỗ trợ gì cả, mình tự làm thôi đúng không? Tự bỏ sức, có sức ra làm thôi đúng không? Đấy. Các bạn ạ, các cô, các chú, các anh chị hãy giúp đỡ các anh nhá. Các anh, tức là con đường lên đây vào nhà và bản làng phải tầm 3-4 cây số ấy. Đường đi khó, đường mòn lắm. Bây giờ các anh bắt đầu tự mở đường này, tự tay. Anh đây mở, không ai hỗ trợ, không ai ủng hộ gì cả luôn. Đó, rất là mong được các mạnh thường quân, các cô, các chú ở trong và ngoài nước giúp đỡ. Đó,
Nghỉ thôi, 12 giờ trưa nhưng mà nghỉ ăn uống một lúc xong à. Tí làm. Xin nhắc lại là mấy người ở đây là toàn nhà trong này hết à? Cùng xóm với chú Vé hết à? Cố gắng nhá. Có ai giúp đỡ mình sẽ quay lại giúp các anh. Em đi thăm chú Vé đã. Lâu rồi không thăm, cái đi 2 năm rồi anh ạ. Rồi. Thế hôm nay chú Vé không đi làm à? Tiếp tục đi. Đúng cái thời điểm mà họ bắt đầu mở đường, vòng đi vòng lại uốn khúc con đường chính đây. Thắng ơi. Chú với. Mới đi được một đoạn đường thôi đấy nhỉ. Đi. Sáng nay bố có đến giúp mọi người làm việc không? Sáng nay á? Sáng nay. Mọi khi có đến giúp không? Cùng nhau làm mà đúng không? Cùng nhau làm thì mới có con đường rộng, đường xe máy đi lại được chứ. Phải mấy năm mới xong nhờ con đường này. Đẩy bố không xong này, đẩy con này, con lại đẩy cháu. Nói chung là không có phương tiện, máy móc thiết bị, các anh dùng búa để đập thôi, rất là khó khăn. Cháu có mấy anh đi vào miền Nam lập nghiệp nhớ không? Mấy anh? Một anh à? Con mẹ cả, tức là cháu là con mẹ thứ hai đúng không? Bố lấy hai mẹ. Mẹ thứ hai là có tất cả là mấy người, mấy anh em nhỉ? Hỏi lại cho chính xác nào. 9 anh em. 9 anh em. Mấy trai mấy gái? 3 trai 9 gái. Đâu? 3 trai 6 gái à? Tất cả 9 người mà đúng không? 12 người á? Tức là mẹ bây giờ ấy ở với bố ấy là có 9 con trai và 3 con gái, tất cả 12 người. Phải không? Thế mẹ cả ở dưới này, mẹ cả ở phần lề đường dưới này là có bao nhiêu anh nhỉ? Bao nhiêu anh chị biết không? Mẹ cả. Ừ. Mẹ cả có 3. Bố bảo có tất cả 21 cơ mà. Thế mẹ có 16 ấy. Tính trên đây chính xác đúng không? Thôi, phải đi thôi. Tóm lại là chú về lấy 2 người vợ, có tổng cộng là 21 người con. Bây giờ chú về đang ở cùng với người vợ thứ hai trong thung lũng trên đường mà chúng ta bắt đầu vào ngôi nhà đấy để tìm hiểu ấy. Còn người vợ cả thì ở ngay lề đường phía dưới này. Lúc đầu mới quay video cái đoạn mà bắt đầu quay video ấy hoàn ạ. Thành có thăm chú Vé cách đây 2 năm rồi. Thăm gia đình chú Vé 2 năm rồi. Thấy các bé ai cũng khỏe mạnh, ngoan hiền nên rất là thương. Nên hàng ngày Thành vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm chú Vé, động viên chú đấy làm ăn, phát triển kinh tế và không để con nữa. Để nhiều thì vất vả quá, nuôi ăn học không đến nơi đến chốn được. Chú đấy cũng gọi là ok rồi, vâng lời rồi. Hôm nay Thành đến thăm động viên các bé thôi, quà cũng có ít thôi, 1-2 dây sữa, 1 túi bánh, mấy chục cái bánh, một số chai nước ngọt, 2 két mì tôm. Còn mục đích sâu xa hơn là